Hello, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với channel mình. Nên mình sẽ làm một video và hướng dẫn làm món ẩm thực nha. Nên mình sẽ các bạn hướng dẫn các bạn làm một món, đó chính là súp nha bạn. Đây, bây giờ mình sẽ làm súp gà. Thì đầu tiên chúng ta có những nguyên liệu sau đây. Các bạn hãy mua cho mình mấy củ cà rốt cũng được. Đây, nếu ăn nhiều thì hãy mua nhiều nguyên liệu nha. Đây, một củ hành tây, cà rốt. Ở đây thì chúng ta có nấm này các bạn. Đấy. Đây là bột bắp. Đây. Như đây thôi. Đây là thịt gà. Các bạn xem. Còn tươi sống nha bạn. Đây, ở đây thì mình có trứng cút khoảng mấy chục viên. Đây là hành ngò. Là một trái bắp. Đây. Rất là nguyên liệu rất là đơn giản và dễ mua. Các bạn có thể làm ngay tại nhà luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Các bạn thì bước đầu mình sẽ nấu nước sôi lên nha. Đây. Nấu nước sôi lên. Để cho nước nó nóng. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành những bước sơ chế chứ nha. Các bạn, đây mình đang luộc nấu bắp về cái gì? Trứng cút, hành ngò. Còn gì nữa? Hành tây, gì nữa? Về gà nha bạn. Đây, chúng mình đang ở đây có nấm nha. Đấy. Rất là thơm. Đây. Khoe cái này vô nè. Ở đây thì có cà rốt. Đây. Trứng. Cà rốt. Rất là tươi nha. Ui. Đây mới sắc luôn. Rồi. Tiếp tục. Giờ em thay đen hầm, hầm nó không một tiếng. À giờ vớt mấy trứng cút ra lột. Rồi mấy con nha bạn. Trứng cút lột, lột, luộc nè. Dính gì vậy? Ờ, nó bị bể. 10 quả trứng nha các bạn. Hấp dẫn. Tôi đang tìm trứng cút, lặng tìm hai quả trứng cút cuối cùng. Này. Cuối cùng đã tìm ra nó chích mỹ nó trôi. Thầy đếm thôi đúng 10 quả nữa các bạn. Sao rồi? Ok. Trời, 9 quả thôi. Đây, 10 quả. Ok.
Bây giờ mình sẽ vớt rè nha các bạn. Đấy, rè đã chín. Khói bung lên rất cao. Đây. Hai chiếc cúc mình lột ra rồi. Rồi, rất là trắng. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục. Các bạn, bây giờ mình sẽ tiến ghè. Muốn chờ nó nhanh. Ghè mới luộc xong cũng khá nóng cho nên tôi tự. Thế thì bỏ vô nước hả? Các bạn, bây giờ mình sẽ vớt này ra. Bây giờ đây hầm cũng đã lâu. Đấy, rất là đẹp. Đây sẽ bỏ bột bắp để nấu nha. Đây, ghè nãy giờ xé đây. Rất là lâu. Bột. Ok, tiến hành đó. Các bạn, còn thể chơi lướt nha. Đấy, các bạn, đây nhiều chờ hết luôn, chờ xí cho nước sôi lên, giờ mình sẽ cho nước sôi nha. Sắc mà cho nên ưu tiên của nó là vị ngọt, cho nên đường mật ong mật ong ghè để bỏ sập cùng bởi vì nó luộc rồi. Đây những cái món này nó còn phải bỏ vô trước. Các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vô. Đây các bạn nhìn. Để quá trời luôn, nhưng mà hình như nước ít rồi, thêm mấy chơi không đủ, nước ít đó không đủ chỗ. Mà đây là nước dùng, nó phe nước ngoài vô thì nó sẽ bị lạc. Dinh nem lại, nem chưa? Chưa nem đấy. Để tiếp tục bảo cho nó sôi lên rồi bảo nắm. Ok. Nắm này bạn. Đây bạn. Bả cũng cúc vô. Đây, cà rốt đang trôi. Rất là nhiều. Rất là nhiều cà rốt trong này. Chút nữa mình sẽ nêm gia vị cho nó phù hợp. Đây, giờ mình sẽ khuấy một xíu. Rồi, chúng ta sẽ bỏ nắm. Chúng ta sẽ bỏ nắm vô à? Ok, bỏ nắm nhé bạn. Đây, ta sẽ đổ hết nắm vào. Khá là nhiều nắm. Rất là nhiều nhé bạn. Để bỏ bắp vào nhồi nha các bạn. Đây. Thế lại lên cho bạn xem.
bắp có khói là khó là phân biệt với cái kia. Ở dưới đây nè bạn. Đấy, đọc bắp. Okay. Một nồi luôn nhé bạn, rất là nhiều. Okay, giờ sẽ nêm như vậy nha. Đầu tiên thì chắc phải có đường rồi. Một cái muỗng đường rồi. Rồi một muỗng đường. Muỗng đường. Vậy em trai nói gì á, đâu có thử ngọt như chứ mà bị ngọt. Cũng ngọt được được dạ. Em thử đây cũng được, thêm xíu đường nữa dạ. Ok đấy, hấp dẫn chưa bạn? À rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Trứng cút. Giờ mình sẽ làm nhiều món nha bạn. Dạ. Xe bánh này vô nha. Ok. Dạ, nước sôi okay. Rồi vừa quậy vừa bỏ vô nha. Anh mà bỏ xong môn quậy đều nha. À. Quậy đến khoảng 20 phút rồi. Cherry. Ai. Bỏ bột năng vô. Quậy đi, quậy nhanh. Nhiều vậy. Chết rồi, xong rồi. Chị ơi. Ngu rồi. Thôi sao. Đổ luôn đi. Đâu, đưa cô, đưa cô. Kêu à. Chết mày tôi rồi. Gì rồi. Bỏ thêm nước vô. Gì? Nước vô. Chết mày sao bỏ nhiều quá, chị thành nó. Em nói chị... rồi, bỏ ít thôi. Thêm nước vô. Ừ, giờ chỉ còn cách ta được cứu vãn. Nhanh đi. Lấy nước thì xích ra xuống. Các bạn. Đây, sau 3 lần cứu vãn thì nó cũng đỡ hơn xíu. Do một sự ngu ngốc. EQ 20. Nhiều bột năng quá. À, chín cút. Chín cút ngoài à. Này, này. Ta không có đục đâu. Ê, đây đó. Nghe đâu chảy hả? Chích mì cho nó. Chảy gì vậy? Coi nó chảy hả? Hài chứ. Ê, bỏ ní cái tay đi. Ní gì? Bỏ ra. Nhiều quá nó ra. Cứng luôn nha. Như thầy nhiều gì. Thay hai quá. Chứ cũng làm đặc á. Mừng ngừ quá vậy. Trời ơi. Tính toán sai lầm một chút xíu. Không có nhiều bột năng. À, ôi, cô ấy đặt nè. Anh. Rất hấp dẫn. Rồi, quậy lên. Sâu dưới luôn. Nó thành sợi rồi đó. Ok. Rồi giờ bỏ ghè vô nè. Em ta bỏ ghè nha. Wow, quá trời ghè luôn. Rồi giờ quậy lên. Quậy sâu ở dưới rồi. Quậy cho mềm mại không. Quậy này cũng phải xô chặt bỏ về đi để. Quậy này cũng phải mất 20 phút mới xong. Bà anh vậy à. Tí nữa thì bỏ sau cùng khi hoạn, khi nào xong rồi bỏ hành vô đây nó quay ra cứ quay đều đều cho quyên nồi súp đặt cơ đây đã được một nồi dai rồi bạn, may là chưa thất bại, chỉ mới giống nước miếng thôi, chưa thất bại đâu. Không là phần cứu vãn được. Không là tiêu nồi. Anh ơi ô.
ghê. Sao,